Thưa quý vị, chiều qua ngày 7 tháng 4 tại hội trường lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã đối thoại trực tiếp với hơn 250 thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 với chủ đề Thanh niên Bến Tre khởi nghiệp lập nghiệp. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự. Đây là diễn đàn quan trọng và rất ý nghĩa để lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre. Tại hội nghị, nhiều đoàn viên thanh niên đã nêu ra những câu hỏi về việc phát triển mô hình thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn để khởi nghiệp, trong đó có chương trình vay vốn dành cho thanh niên có mức sống trung bình, các định hướng hỗ trợ những hoàn cảnh thanh niên yếu thế, đặc biệt thanh niên khuyết ở địa phương về việc làm và khởi nghiệp. Ngoài ra, thanh niên còn quan tâm đến các giải pháp chính sách để thu hút thanh niên tham gia gìn giữ, hỗ trợ để các ngành nghề truyền thống phát triển, bắt kịp xu thế thời đại, không bị xóa bỏ trong tương lai. Những hỗ trợ trong việc quảng bá sản phẩm, mô hình kinh doanh để tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư hiệu quả hơn, tăng cường việc cung cấp thông tin dự báo thị trường, bình ổn giá, tạo đầu ra cho các sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nông nghiệp nói chung và trái dừa nói riêng, góp phần ổn định kinh tế cho thanh niên và người dân địa phương, tận dụng mạng xã hội để làm giàu chính đáng. Mỗi câu hỏi đặt ra đều được lãnh đạo các sở ngành liên quan trả lời thấu đáo nhằm giúp thanh niên có thêm thông tin, lựa chọn và tự tin trước các quyết định của mình trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng vì thanh niên trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành, có kiến thức, có hoài bão, khát vọng lớn và đặc biệt là luôn giữ được ngọn lửa xung kích tình nguyện, đi đầu trong các phong trào cách mạng do tỉnh phát động, luôn hăng say trong học tập, lao động sản xuất và luôn tìm tòi khám phá cái mới để phát triển bản thân và phục vụ tốt hơn cho xã hội, cho cộng đồng. Qua buổi đối thoại hôm nay, tôi đề nghị các sở ngành tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa các cơ chế chính sách liên quan đến thanh niên, nhất là việc triển khai thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên Bến Tre giai đoạn 2021-2030 để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Bến Tre phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, giữ vững lý tưởng cách mạng, có hoài bão khát vọng vươn lên để xây dựng đất nước, xây dựng địa phương, có nhu cầu cống hiến để xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành kỷ luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, có ý chí lập thân lập nghiệp, năng động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số, cũng như đi đầu trong công việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với hệ giá trị cốt lõi yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, bản lĩnh, tự cường, tự trọng, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 05 của tỉnh ủy đã đề ra. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn đề nghị, sau buổi đối thoại này, tỉnh đoàn tiếp tục tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của thanh niên để gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, để Ủy ban Nhân dân tỉnh giải đáp, thông tin đến thanh niên tỉnh nhà các chính sách liên quan đến vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, để thanh niên nắm rõ, tích cực bồi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.